với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa. Festival hoa Đà Lạt năm 2022 diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12. Nhiều không gian hoa của lễ hội sẽ được kéo dài đến hết Tết âm lịch Quý Mão 2023. Để đáp ứng nhu cầu thưởng lãm hoa cho du khách tham quan, ngoài lượng hoa phục vụ cho các tiểu cảnh, các vườn ươm do công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã chuẩn bị gần 500.000 chậu, túi hoa với trên 60 loại hoa các loại để phục vụ cho festival hoa. Nhiều loại hoa cao cấp, giống hoa mới mang thương hiệu của Đà Lạt được trưng bày để giới thiệu đến du khách như thu hải đường, hoa hồng các loại, ngàn chuông, calla lily. Mình là người Đà Lạt và chụp ảnh là trên 30 năm làm nghề ảnh. Và cái năm nay là chuẩn bị tới mùa festival hoa, thì mình thấy cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hoa và những cái quy mô cho lễ hội hoa thì nó sẽ thay đổi và nó rất là quy mô và hoa nhiều hơn. Và họ đầu tư nhiều hơn, phong cảnh nhiều hơn, mỗi ngày sẽ phát triển nhiều hơn. Thì mình nghĩ rằng là Đà Lạt năm nay sẽ có lượng khách cũng ổn định và mùa lễ thì khách sẽ đông. Trong 10 chương trình chính của Festival Hoa năm nay, công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đảm nhận thực hiện 2 chương trình chính bao gồm không gian hoa và trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế. Trong chương trình không gian hoa bao gồm các hạng mục tiểu cảnh hoa trên mặt hồ Xuân Hương, các tiểu cảnh hoa xung quanh hồ Xuân Hương, đường hoa Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, đài phun nước cầu Ông Đạo, đường Nguyễn Văn Cừ, công viên Trần Hưng Đạo, không gian sắc màu hoa Đà Lạt. Chương trình trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế được tổ chức trong khuôn viên vườn hoa thành phố. Cũng là dịp này thì em tình cờ qua đúng cái dịp là festival hoa Đà Lạt thì thấy không khí ở đây nó se se lạnh, với lại là tổ chức hoa cũng là đẹp và hoành tráng. Festival hoa Đà Lạt là sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức tại thành phố Đà Lạt và một số địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng. Qua đó giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của các địa phương như hoa, rau, trà, tơ lụa, cũng như quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của thành phố, văn hóa và con người Đà Lạt.